Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình góp nhận 1.000 token HEX. Thì một token HEX giá có khoảng 0.002 đô các bạn. Dự án này nó có cơ chế đốt token 40% các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video mở Telegram Multistart Chatbot. Kèo này khá là ngon các bạn, cố gắng làm các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn join group kênh seller nè. Join group nè, bắt đắp nè. Join tiếp. Hai kênh seller nữa rồi. Ba kênh. Kênh giúp quay này, bấm đáp lại và bấm chat. Hy vọng cấp cha thường thôi các bạn. Rồi ok, mình đã được rồi. Rồi các bạn tiếp tục con follow và request tăng ba người bạn vào các bạn. Rồi, các bạn việc theo dõi nha các bạn. Rồi các bạn like chứ chẳng biết cái game tăng ba người bạn mình vào rồi. Như này các bạn tự quyết lên. Rồi các bạn bắt đáp lại các bạn. Rồi bấm submit đi tên. Rồi các bạn điền là username tờ Twitter của tất cả các bạn đã follow các bạn. Cộng win VNN9. Tiếp tục các bạn gửi địa chỉ BNB Smart Chain trên chocolate PET20 nha các bạn. Bạn sao chép địa chỉ dí nè. Rồi các bạn dán vào đây nè các bạn. Người chú bot nè. Rồi các bạn bấm vào xa tiếp để cập nhật tài khoản mình nha các bạn. Ok, mình đã nhận được 1.000 token HEX nè. Bạn việc lên ghép mình chia sẻ cho một bè thằng kiếm cận các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.